Chắc hẳn các bạn đã từng đọc bài viết về những idols của mình trong làng âm nhạc nói chung cũng như Mixing nói riêng. Mỗi người trong số họ đều có cách tư duy và kỹ thuật mang dấu ấn của riêng mình. Và các bạn có tò mò về bí mật của họ không? Mình là Long Kineo, người sáng lập nên Thế Giới Mix, và hôm nay mình trân trọng giới thiệu đến các bạn một chuỗi series video hoàn toàn mới mang tên Sound Like Idols. Trong chuỗi video này, mình sẽ giải thích hết tất cả các bí mật, cách thức, tư duy, phương pháp của tất cả những pro trong làng âm nhạc, bao gồm cả sản xuất và mixing. Và đừng lo, nó vẫn sẽ làm miễn phí vì chính mình đã có kỹ thuật mixing của riêng mình rồi. Vậy nên hy vọng các bạn sẽ chờ đón và ủng hộ những video sắp tới. Và cũng đừng ngại, nếu bạn yêu thích và muốn tìm hiểu bí quyết của một pro nào đó, hãy gửi yêu cầu về cho Thế Giới Mix, mình sẽ giúp các bạn tìm lời giải. Đừng quên subscribe Thế Giới Mix để không bỏ lỡ những điều hay ho sắp tới nha.